Thảo dược giả, lấy tiền thật, đẩy bệnh nhân đến gần cái chết, đó chính là những từ ngữ có thể dùng để nói về cây xạ đen. Cây xạ đen được nghiên cứu và công bố bởi cố giáo sư tiến sĩ Lê Thế Trung là loại cây xạ đen châu Âu, tên gọi thôi nha, nhưng mà ở Việt Nam nó vẫn có mặt. Nó có tác dụng trong phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Tuy nhiên, sau khi công trình nghiên cứu này được công bố thì người ta lại gắn mác cho nó một loại cây khác, cũng có tên gọi là xạ đen, có tác dụng y chang và nổi như cồn trên mạng xã hội. Thậm chí là người ta còn bán cả cây giống, cao khô, dược liệu khô, vân vân, bóp méo sự thật, khiến cho bao nhiêu người theo đuổi loại cây này mà họ không biết rằng á, chính nó đã cướp đi hy vọng sống của họ. Nhờ những ma thuật marketing từ những thầy lang, bà lang, lương y đã khiến cho công trình nghiên cứu của cố giáo sư tiến sĩ Lê Thế Trung đổ sông đổ biển và đi vào dĩ vãng, mà lẽ ra nó phải được tôn vinh và lưu truyền đến ngày hôm nay. Đằng này họ đi copy dược chất, cả tâm huyết của người khác để gắn mác cho một loại cây chỉ có tác dụng chữa bệnh ngoài da, đó chính là cây xạ đen hòa bình. Trong đông y thì nó được dùng để chữa mày đay, mẩn ngứa, ghẻ lở và thuốc tắm sau sinh, vân vân. Và hiện tại thì chưa có công trình nghiên cứu nào chứng minh là nó có tác dụng trong điều trị ung thư cả. Người này nối đuôi người kia chia sẻ: tôi có một người dì, tôi có một người bác, cháu của con hàng xóm uống loại cây này đã khỏi ung thư. Vậy mà có hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lời cảm ơn, khiến cho chính bản thân tôi cũng cảm thấy ganh tị. Bởi vì đơn giản một điều rằng nó đã đánh trúng vào tâm lý của những người nhẹ dạ, những người đang tuyệt vọng, và nó chính là nơi cứu cánh của họ trong lúc này. Và những người đã dùng và đã khỏi đó là ai? Không lẽ họ là những người khuất mặt khuất mày